Nữ hoàng mặc cả của tôi là bộ phim truyền hình tình cảm nhẹ nhàng, hài hước, lãng mạn, xoay quanh câu chuyện về Thịnh Triết Ninh do Lâm Canh Tân đóng, chủ tịch tập đoàn Trường Thịnh, và Hà Thiện do Ngô Cẩn Ngôn đóng, bậc thầy về trả giá. Từ một hiểu lầm, cả hai dần quen biết, cùng nhau trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, trở thành cặp đôi ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau. Phim đã chính thức lên sóng vào ngày 3 tháng 9 vừa qua trên đài truyền hình Đông Phương và cả ba nền tảng Yoku, Tyson và EQE. Là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Lâm Canh Tân sau sự thành công của Sở Kiều Truyền, lại hợp tác cùng nữ diễn viên nổi tiếng Ngô Cẩn Ngôn của Diễn Hy Công Lược, kết hợp với đề tài mặc cả đầy mới mẻ Nữ Hoàng Mặc Cả của tôi được đặt rất nhiều kỳ vọng khi lên sóng. Thế nhưng theo tình hình mới nhất mà mình tìm hiểu, bất luận là độ hot của phim hay chủ đề thảo luận đều eo uột. Xét về độ hot, Nữ Hoàng Mặc Cả của tôi bay khỏi top 5 những bộ phim nổi tiếng trên mạng, xếp sau Tảo Hoắc Phong Bào, Châu Sinh Như Cổ và Lý Tưởng Chi Thành. Thậm chí tác phẩm của Ngô Cẩn Ngôn còn phải chịu thua trước Ngọc Lâu Xuân, phim truyền hình do Vũ Chính sản xuất đã lên sóng hơn 40 ngày qua. Xét về điểm đánh giá trên Douban, phim vẫn vấp phải hàng loạt đánh giá 1 và 2 sao, bất luận là dàn diễn viên hay kịch bản, chế tác đều không có điểm sáng nào. Hình tượng nhân vật chính trong Nữ Hoàng Mặc Cả của tôi như Thịnh Triết Ninh của Lâm Canh Tân, Tần Hà Bác của Ngô Kỳ Long hay Hà Thiện của Ngô Cẩn Ngôn đều được xây dựng khá non tay. Khi hình tượng không được xây dựng một cách tốt nhất, đã trở thành trở ngại cho dàn diễn viên phát huy khả năng diễn xuất của mình. Dưới đây xin trích dẫn một số đánh giá của cộng đồng Cinet như sau. Với khả năng diễn xuất mười mấy năm như một của Lâm Canh Tân và Ngô Cẩn Ngôn, diễn mà không thể xấu hổ sao? Lâm Canh Tân thật sự chẳng có một chút tiến bộ nào. Vừa quê vừa dở, tên là Nữ Hoàng Mặc Cả của tôi thì nên tập trung vào tình tiết trả giá một chút, vừa xem thì toàn là hài nào. Phim rạc gì đấy, cái khá không nói, Nữ Hoàng Mặc Cả là cái quái gì thế? Năm 2021, rồi sao còn có loại phim thần tượng chẳng có chút logic nào thế này? Thật khó mà tưởng tượng Lâm Canh Tân và Ngô Cẩn Ngôn không những không có khả năng diễn xuất mà đứng cạnh nhau cũng chẳng có chút phản ứng hóa học nào. Khả năng diễn xuất của Lâm Canh Tân càng ngày càng tệ. Đây là phim rạc phải không? Lâm Canh Tân già rồi, anh ta không phải hình tượng tổng tài mà hợp với phim hài hơn. Rốt cuộc đây là phim quái quỷ gì vậy? Sao đài Đông Phương có thể chiếu một bộ phim nào tàn thế nhỉ? Sau Diễn Hy Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn hầu như không có tác phẩm nào nổi bật. Với thành tích lần này, Nữ Hoàng Mặc Cả của tôi coi như góp một suất vào bộ sưu tập những tác phẩm dở tề của cô nàng. Vậy mới thấy mô típ tổng tài và lò lem chưa chắc lúc nào cũng được khán giả yêu thích. Mình thấy thật tiếc cho cả hai diễn viên chính cùng với Ngô Kỳ Long khi đã thất bại thảm hại như vậy. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.